Hà Tăng và các nàng dâu phí bích so kẻ tài sản, Đàm Thu Trang gây choáng, Đặng Thu Thảo có gì? Cùng lấy chồng đại gia làm dâu nhà hào môn, những người đẹp phí bích này khiến công chúng ngưỡng mộ vì cuộc sống như bà hoàng. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà các người đẹp phí bích còn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ vì cuộc sống giàu có sang chảnh. Nhiều mỹ nhân còn có tài kinh doanh, sở hữu vô số những thương hiệu nổi tiếng và đình đám. Dù đã lên xe hoa với chồng đại gia, những người đẹp này đều sở hữu khối tài sản giá trị trước đó. Tăng Thanh Hà, năm 2012, Tăng Thanh Hà các loại sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao và lên xe hoa cùng Louis Nguyễn, con trai ông chủ tập đoàn Liên Thái Bình Dương Jonathan Hạnh Nguyễn và bà Christina Serrano, cháu họ của cựu phu nhân tổng thống Philippines. Hiện Louis Nguyễn đã về nước và điều hành hoạt động nhiều công ty thành viên trực thuộc IPP. Sau khi làm dâu hào môn, cuộc sống gia đình của Tăng Thanh Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ, thành công trong lĩnh vực kinh doanh và kết hôn với ông xã giàu có. Cô sở hữu trong tay nhiều tài sản giá trị. Hà Tăng quyết định rời khỏi giới giải trí để tập trung chăm sóc cho tờ ốm nhỏ và phát triển công việc kinh doanh gia đình. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Ngọc Nữ được nhiều người ngưỡng mộ hạnh phúc. Hiện tại, Hà Tăng và Louis Nguyễn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên các nhóc tì xinh xắn và hưởng thụ cuộc sống giàu sang bậc nhất. Sau khi lên xe hoa, nữ diễn viên hạn chế tham gia các hoạt động showbiz cũng như dành thời gian chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Cô chỉ chia sẻ hình ảnh về con cái và đời thường giản dị, không hề hé lộ cuộc sống cao sang, tự mình mở hàng loạt nhà hàng. Tăng Thanh Hà tự tay gây dựng một trong những chuỗi nhà hàng nổi tiếng đình đám Sài Thành. Ngoài ra, Ngọc Nữ còn là bà chủ của một thương hiệu kính mắt nổi tiếng. Lan Khuê, sau khi kết hôn vào tháng 10 2018, Lan Khuê chuyển về sống cùng gia đình chồng trong căn biệt thự sát vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, ông xã cô đang quản lý một khu resort nổi tiếng ở Nha Trang. Về chung nhà với doanh nhân trẻ, nàng hậu cũng vắng bóng trong showbiz, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Căn dinh thự đắt đỏ của cặp đôi khiến khán giả choáng ngợp ngỡ ngàng. Trên mạng xã hội, Lan Khuê hay chia sẻ hình ảnh trong những bộ đồ hiệu thời trang xa xỉ, những chuyến du lịch đắt đỏ ở những nơi nổi tiếng sang chảnh. Tuy nhiên, Lan Khuê cũng dấn thân vào kinh doanh. Người đẹp điều hành quản lý một chuỗi spa dành cho em bé, cuộc sống viên mãn và xa hoa của nàng siêu mẫu khiến nhiều người đều mơ ước. Đặng Thu Thảo kết hôn với Nguyễn Trung Tín, một doanh nhân trẻ tuổi tài năng. Anh là con trai duy nhất của bà Dương Thanh Thủy, người sáng lập tập đoàn Trung Thủy. Ông xã Đặng Thu Thảo từng lọt top 30 người trẻ thành đạt do tạp chí Forbes bình chọn năm 2015. Sở hữu vẻ xinh đẹp, lý lịch sạch sẽ, không scandal đã giúp Đặng Thu Thảo luôn được các thương hiệu cũng như các nhãn hàng lớn để mắt. Thần tiên tỷ tỷ có khối tài sản khủng không thua kém bất cứ đại gia ngầm trong showbiz nào. Có chồng là đại gia nên nàng hậu có cuộc sống xa hoa sang chảnh. Tuy nhiên, người đẹp 9X ít khi chia sẻ về gia đình trên mạng xã hội hay phô bày sự giàu có của gia đình chồng. Đặng Thu Thảo hầu như chỉ chia sẻ hình ảnh giản dị về bản thân, các chuyến du lịch tại các địa điểm nổi tiếng. Thỉnh thoảng, người đẹp đăng tải hình ảnh bên gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội. Đàm Thu Trang, doanh nhân phố núi Cường Đô La nổi tiếng bởi gia thế khủng, nhưng bà xã Đàm Thu Trang cũng sở hữu tài sản khổng lồ. Nhờ công việc kinh doanh riêng, làm bà chủ công ty với quy mô cả trăm nhân viên, Đàm Thu Trang sở hữu khối tài sản giá trị và có cuộc sống giàu sang. Năm 2017, người đẹp Lạng Sơn đã sở hữu chiếc xe sang trọng cùng nhiều bộ sưu tập hàng hiệu xa xỉ đắt đỏ. Cặp đôi này đã cùng nhau phát triển công ty, mở rộng hệ thống lớn hơn nhiều lần với chuỗi nhà hàng ẩm thực ở thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Từ khi chính thức về chung một nhà đến nay, cuộc sống hôn nhân viên mãn của Cường Đô La và Đàm Thu Trang luôn được dân tình đặc biệt quan tâm và trở thành một trong những gia đình phí bích khiến công chúng ghen tị. Cô còn khiến dân tình trầm trồ về khoản chịu chi khi chi tiền tỷ mua xe cho ông xã.